hay là mình hút cái 220 được không? Không, nó bị 220 nó bị cái trong đó mà nó có ảnh hưởng. Bây giờ mùi ở đây là đi được cả đường này rồi. Là mình làm sẽ được hai đường. Rồi ok. Còn anh đục ngoài kia cứ đi đường này thôi. Thôi giờ anh dây mở để đó giùm anh, để trên cái cảm ơn. Tự nó bò vào hả? Hay à? Hay phết đó rồi.
Video 7. Thấy anh cười mới quay. Nồi xoay đường ống sau khi đã vệ sinh. Làm sạch rồi, trong veo luôn rồi. Vô kiếm ra coi. Nói tên gì á? Nắng vô, ống vô, ống ngồi nghe bàn mấy cái vải nè vô. Đó đó, đó bàn đi đó, bàn đứng đó. Bàn đứng ngồi cách đó đó, ngay cầm gọi đó. Đó. Vô tới hầm trong rồi hả? Dạ. Sao, sao? Vô hầm trong rồi, trong veo rồi, không còn cái gì trong hầm hết luôn. À vậy hả? Đó, kéo lên cho tôi. Hầm đó. Hơi chói mặt lại đi hả? Thấy. Hết ống rồi nè, thấy không? Đó, hầm trong veo luôn, nguyên cái mặt nước nè. Hết ván mở luôn, không còn cái gì trong hầm. Tại vì nãy giờ kéo hết nè, nước trong nó chảy. Ok, ok em. Hay quá. Em mà anh mà biết em sớm thì anh đỡ mất tiền rồi. Anh mất như thế nào? Hả? Anh mất như thế nào? Hôm qua anh dành mất khoảng 3 triệu rồi. Và chắc với ông xây dựng này phải tầm khoảng 2 triệu nữa. Dạ, yeah. Là làm như thế nào? Là họ làm gì anh? Thì bây giờ cứ đào lên xong múc. Múc đá xong rồi kêu thằng hút hầm cầu tới hút. Dạ. Yeah. Hiểu không? Mà không giải quyết được vấn đề. Mà không giải quyết được vấn đề. Giải quyết được vấn đề gì hết. Đường ống chặt. Giống như ống mới luôn mà. Anh không biết là cái hôm qua nó có một cái bạn, tại vì anh sợ trên mạng á, đúng con cầu bạn tới đây nè, bạn bảo là em hình như là cái giải pháp của bạn sẽ làm như em, nhưng mà bạn tư vấn dốt quá làm cho anh nghi ngờ trình độ của bạn. Cho đúng ra là anh làm, anh bắt bạn làm là có vẻ hay rồi, nếu em là gặp anh thì em lại là cái mà anh cần,
mẹ nó qua nó bảo anh ơi em làm cho anh mà nếu mà không mà thông được thì em không lấy tiền đâu. Ok mày làm sao? Em đút ống em hòng đến cái này là em sẽ cho anh. Hiểu không? Nhưng mà không, em nghĩ là được, không kia là em không lấy tiền anh. Nó nói thế. Nhưng mà cái anh mới hỏi nó là ở đây anh có một cái cống nữa. Bây giờ mày làm sao để chui vô cái cống đó mà ở từ đó ra đây làm sao? Thì nó nói mẹ đi, bây giờ anh đục cái lỗ này xong rồi em thông tiếp. Nếu trường hợp không được đúng không? Đằng này nó không, em chỉ làm từ cái lỗ đó đến cái cống ở trong này thôi, còn chỉ cái cống nó ra ngoài này thì em chịu. Ủa? Bây giờ lỡ anh đặt câu hỏi nữa thì mấy cái ông thợ hồ á, cái ống nước á, cái ống mà cái ống đó ông hút khăn hút cả 7-8 mét vô đến cái cống này rồi thì tao biết cái lỗ này nó sẽ không tịt, hỏi làm gì cho nó mệt thì đúng không? Cái ống đó mà không có nước mà mấy ông đã đút sâu tiếp vào trong cái hố này rồi thì rõ ràng là mình đặt câu hỏi thì nó là kỳ kẹt ngay cái hố này đến đây thôi á, đúng không? Nó làm đất cho nó mệt, bởi vì bây giờ anh cần là cần thông từ đó ra đây. Nó bảo cái này nó chịu, cái thằng điên. Chứ bây giờ nó bảo thì anh ơi đục cái lỗ này thông em làm cho anh thì nó phải dễ không? Là hôm qua nó làm cho mình rồi, cuối cùng là mình phải kêu hút hầm cầu. Nhưng mà cái vấn đề á là bên em được một cái là nó vô trong hầm, nó quậy trong hầm, nó rút hết mỡ ra ngoài đây luôn. Nhưng anh nghĩ là tụi nó, anh không biết là thằng đó nó có điện đội ra, nhưng tụi nó cũng làm phương án đó mà. Nó bảo là em siêu âm mà, em siêu âm vô cho anh xong em dùng ống nước em bắn thì anh nghĩ là giải pháp của nó với em thôi. Nhưng mà ở Vũng Tàu làm gì có đội nào mà có máy tiền nước cho vấn đề. Nhưng mà anh không biết, tại vì có thể là cái bọn làm online tốt, anh hiểu không? Nó bọn nó làm online tốt, nó làm cò, nó gọi tụi em đến làm sao nhưng mà nó không biết tư vấn. Em hiểu không? Bây giờ nó sinh ra cái bọn vậy đó, cái bọn nó nhiều khi không phải ở đây mà cái bọn nó ở Hà Nội cơ. Đúng rồi. Hoặc là Hồ Chí Minh, mẹ nó cứ nói cái gì nó biết làm, cuối cùng nó có làm đất gì cái gì đâu. Bắt đầu nó nhận ví dụ ăn thêm người 200.000, 100.000 gì đó, xong kêu cái người ở địa phương này tới làm này. Nó y như cái tụi người bài dán cột điện này đó, nó chạy xô lung tung này. Hả? Giống như ông mới luôn, giống như anh mới đặt đường ống xuống luôn nè. Chân những cái trên cam nè. Mới nhắn tin chửi thằng đặt ống xong á. Cái ống nó đi vậy nè. Đi công á, anh đã bảo nó rồi, anh bảo mẹ cái ống này ông đi sao chứ đừng có bên lồi bên lõm bên kia là chết mẹ. Nó nếu mà kỹ là nó đổ hồn nó cố gì dưới á. Cái dấu mà đá nó cứng lên ống á, nó bị mớt đường ống luôn mà. Tại vì đường dài xong rồi nó phải thả dài, nó phải đổ hồn dưới á. Mình bắt nó đi ba đường ống. Nên là bắt đầu là nó cộng thằng lười nữa, hiểu không? Nhiều khi thằng thầu không làm, bỏ thằng thợ làm tào lao. Em thầu. Nhà này em thầu. Nó thằng thi công thì nó thi công bình thì mình nấu ngon nhưng mà nó này không có làm ngon như mình. Anh quán này 4-5 cái này thì một cái này đâu. Rồi. À, chúng nó làm ở đâu thôi, nhiều khi bố mình thì nó làm ngon mà cái vắng ngay. Nhưng mới luôn rồi nha anh. Đây là thiết kế này là em thiết kế cho ai. Rửa ống sạch như mới luôn. Nhưng mà mẹ đấy mình đi cái này mà nó đóng cái hầm này bằng cái đổ bê tông trực tiếp nè. Thì ai đâu mà đi làm cái này. Ta làm cái này phải tao phải có cái nắp cống. Đó, bây giờ mình để đây. Rồi, mà ở trong kia đây, là em biết sao anh có lắng mở rồi đó. Khổng 2 thì nó lại không bị nhìn thấy là không bị động nước. Có thể nó sẽ bị một cái ống nằm giữa đó, nó bị chèn. Khóng 2 độ dốc tốt. Nãy giờ cho vô thấy khô queo luôn. Giữa là hơi chút xíu nước bình thường. Ống giữa là tốt nhất nè. Không có bị lòi lọt. Nói chung đi dốc là ok, không lúc nào cũng khô ráo là ngon lành. Ống giữa là ok nè. Mười mấy mét rồi mà vẫn còn ok. Nước động lại thì mỡ bám thôi. Nước động lại thì nó nhiệt độ nó thấp thì mỡ nó đông. Ống giữa tốt rồi. Rồi đến 15 mét, 16 mét là nó hơi bọc. Có xíu không anh?
cái ống ở trong của anh nó đang cao hơn cái cốt ống này đến mười mấy phân rồi. Đúng rồi. Thấy được đầu ống ở trong luôn mà. Rồi thôi, giờ thấy được đầu ống trong nó cao hơn mười mấy phân. Thấy nước ở trong cái ống, ở trong hầm, ở trong đằng sau chảy ra luôn. Vậy mà mình khi mình xoay cái này mình không xuyên qua được nhỉ? Khó nhỉ? Cái này nó xuống là nó lọt xuống luôn đúng không? Nó cọc xuống dưới hầm luôn, nó lọt xuống. Không xuyên qua được. Nè, nè. Thấy hai cái ống ở trong ra. Hai cái ống ở trong ra. Không, cái mặt nước đã sạch sẽ. Cái mặt nước nè, nó chảy ra sạch hết rồi, không còn mở nhiều nữa. Đó, thấy hai cái ống ở trong. Đó. Thấy hai ống không? Nằm cao hơn. Trên nó có mấy có tồn kìa. Đó, trên có tồn kìa. Đó, thấy tồn luôn nè, thấy lớp tồn cái trên đây. Rồi, ok ông lại. Ống sạch bóng luôn rồi. Ống đúng chưa? Ống giữa. Ống giữa độ dốc tốt nhất á. Không có động nước. Cái ống bên đây thấp hơn, có bao nhiêu nước nó chảy qua ống này hết. Công ở trên kia nó chảy ít. Nước nó bắn mà tay chịu không nổi mà làm sao mà mở được, còn dính lại trong ống được. Cát đất nó lùa ra hết. Cái sao nhiều khi nó có một cái lớp cát nó được gì bệnh nó chạy qua nó nằm đá đó về ngày bắt đầu nó cứ gạt tới nó cứ bám dần nó chồng. Cái này lúc mình đào á là mình lên đã giải lớp cá 4-6 hay là 1-2 cũng được, nó đám mì xong rồi mình thả hồ để mình dằn cái lưng ống ở dưới, rồi bắt đầu mình bắn có laser, bắt đầu mình thả ống lên rồi mình lấp cát. Đúng là làm kỹ phải làm thế. Nhưng mà đôi lúc anh nhiều khi anh kỹ, nhưng mà đôi lúc những thứ đó anh lại không nó làm cho nó bảo là làm khó nó kiểu thế. Khó giờ nó với ta nó mới chửi. Nhiều khi người thầu mình là mình kỹ, nhưng mà người thợ đó mình vắng mình người ta không kỹ. Làm ngày nó làm điện nước mà làm cho mình chắc phải mấy năm nay rồi, 4-5 năm rồi. Mà từ cái thời mà làm đến đâu chửi đến đó, mà giờ bớt chửi đó. Giờ hiểu ý rồi, biết chửi. Hiểu ý á, làm nhiều công trình cái hiểu ý. Ok, hai ống. Hiểu ý. Rồi, qua đến ống thứ 3. Đây làm cái này cũng tách khách phết đấy nhỉ. Hả? Nếu bạn này cứ tiến thôi. Hình như là kênh YouTube cái này là cũng dữ dằn lắm này đúng không? Dạ. Có thuê agency không hay là tự làm? Em? Dạ. Có thuê agency làm không hay là tự làm? Đây. YouTube á? Anh camera em đó. Thôi ý là quảng cáo vậy á, chạy quảng cáo vậy. Có thuê không? Bên đây là chạy luôn hả? Anh thấy hình như tụi em hay chạy quảng cáo đúng không? Không đúng, đúng tàu này. Không, tụi em đâu có chạy quảng cáo đâu. Có. Anh thấy nó chạy nhiều luôn á. Đánh mấy Lâm ơi? Nó lỗi liên tục á. Mà không biết là bên nào. Lâm điện 24 giờ mới là tụi em. Còn mấy kia là giống như anh nói nãy giờ á, cục điện rồi tùm lum các kiểu á. Bên em không có chạy quảng cáo YouTube hàng tháng, còn chuyển tiền ngược lại cho tụi em mà. Ở kênh tụi em hàng tháng YouTube còn trả tiền ngược lại mà. Không, nghĩ là sao thấy anh thấy chạy quảng cáo quá chừng chạy luôn. Anh mở bật TV lên lúc nào cũng thấy. TV đúng không? Tháng rồi. Tháng rồi đang xem, nhưng mà mấy tháng trước anh cứ thấy là cái gì thông ống Vũng Tàu nó, trên YouTube á hả? Cứ mà bật cái xem YouTube lên là bắt đầu hiện cái quảng cáo cái đó đó. Cái tháng rồi thì ấy, nói chung là anh chạy anh thấy quảng cáo gì mà anh thấy lên mạng mà thấy chứ Lâm Điền 24 giờ là tụi em thôi. Đây là cái kênh quảng cáo luôn, nó quảng cáo luôn. Dạ.
Cái này kênh này làm lâu chưa? 2013 anh vậy. Ờ vậy lâu rồi mà. Lâu rồi. 2010 chứ, nó lộn 2010. 2010 là mới tập tành thôi. Nhưng mà bắt đầu làm là... mạnh lên mới nên. Vậy là cũng là nghề này lâu rồi chứ hả? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm, 13 năm. Làm lâu rồi thì mới làm kênh từ hồi đó. Hồi đó mà lúc đó mà mới làm kênh YouTube là đến giờ là nhiều người flow là đúng rồi. Rồi, ống này ok luôn anh. 1 triệu chứ. 1 triệu mấy ngàn. Hả? 2 ngàn mấy à. Chủ yếu là anh em làm nghề vô học hỏi kinh nghiệm thôi. Đại khách họ xem họ thấy họ gọi à. Rồi nè, cái này rõ nhất nè. Sạch sẽ luôn, cái hầm sạch sẽ luôn phải không? Không còn cái gì trong hầm á. Ok không? Rồi đó dưới mặt nước cái ánh sáng nó phản chiếu lên. Này không? Không. Cái hầm sạch sẽ luôn, không không còn cái hút luôn. Rồi, con là 22,5 m. Nhưng mà ở đây mất hết mét rồi nè. Ở đây mất hết mét là cái ống này dài đúng 21 m. Để em nói không? 21 m. Tại vì cái cuộn dây của em phải 20 m.